Anh nhận cái micro không? Nhận cái micro không? Rồi. Có micro không? Ủa có trò, có nhiêu trò gì không? Không. Đây là mình có chuyên trò. Nghe thứ tự nha. Ba chơi ngủ cái luôn đúng không? Ê, ê. Ủa? Không có được nhận không biết. Ủa? Chị ra Kim Quyền. Chị ra Kim Quyền. Nếu như các bạn quan tâm ấy, thì thật ra là Lộ Lộ có khoảng 45 phút đang di chuyển, đang gọi là transit ở San Francisco trước khi mà chị Lộ lên một chuyến bay 12 tiếng đến Hàn Quốc. Thì nếu như mà các bạn nào muốn có gì để các bạn muốn kết nối, muốn chia sẻ với Lộ thì cái thời gian sắp tới này là cái thời gian tốt để các bạn làm đấy. Và sau đấy là bay 12 tiếng với lại United thì thật ra là chẳng có gì đâu. Thì chỉ sợ các bạn đến đấy thôi. Còn cái này là hôm nay mà để lưu ngày hôm nay cho các bạn chứ của bên hội trường đó. Cảm ơn chị Dương này rất nhiều nha. Cảm ơn. Chị Trân sức mất sao nè, chúc chị Trân. Dạ, Quỳnh xin được thay mặt cho sân khấu tập thể Sài Gòn Tân Cờ xin được cảm ơn gia tài trợ 137 Master Group Hàm Nghi đã liền tìm một cái phần lòng thật là dễ thương cho tất cả chị em đoàn của tôi Sài Gòn Tân Cờ. Ok, ở đây ai đã đi Master Group 137 rồi, chúng ta lên. Gái già lắm nợ thì mình trốn. Một mai nếu có hai vàng thì em có thể nợ thì chốt bình thường. Thì năm nay hết nợ rồi. Thì em cũng xin cảm ơn đến 137 Master Group Hàm Nghi đã tài trợ cho đoàn Tân Cờ rồi, đoàn Tân Cờ cũng có nhận được một món quà. Nguyễn Nguyên Anh 237 là quán ở phường Đăng Quận Bình Thạnh. Ba vườn quả. Về Đồng Tháp nghe cô hò hò ơi. Gì vậy? Em cảm ơn anh nhiều, cảm ơn chị Judy. Còn nữa không? Quy tân lớn lầu. Em đây. Chấn động quá. Đi thi dân lộ. Và để dụng tao. Dạ 200. Dạ em cảm ơn. Em chưa nghĩ cái gì luôn. Trời ơi tôi cảm ơn. Dạ cảm ơn 137 Mát Xa Bước Hàm Nghi. Cảm ơn chị Judy. Cảm ơn quý vị khán giả. Dạ cảm ơn anh ra đình nha. Trong lỡ nhá. Luna còn không ta? Mẹ về rồi.
Rồi em ơi, câu câu chị bán gì trên đây vậy? Có thể xuất giá thì em muốn nói gì gì đó. Xin cảm ơn bọn Hoàng Lãng dễ thương đến từ bọn con 137 Massapus Hoàng Nhi. Cảm ơn chị Lưu rất là nhiều. Em, cô bóng Củ Chi, đất thép Tam Đồng. Yeah. Rồi, Lưu Mi. Lão Cúc Mi ơi. Hà Vinh ơi, em vẫn đẹp ngày nào. Em, Lu Minh Nguyễn, Jennifer, Hà Tư. Giờ đi nhà đi trời. Hai bé ơi, nó bớt lại. Bớt hồi chữ đó lại. Anh Huy à. Cảm ơn. Cái bị xịt keo hôm nay. Đúng rồi, tai nạn. Anh một ngày nắng có tai tàn. Con thở còn gỡ khổng màng tháng năm. Ở Sài Gòn tới thời mãi trơn. Rồi, cảm ơn đèn, cảm ơn chị Lộ, cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị Yuri đã hỗ trợ một cái lì xì, cảm ơn chị rất nhiều. Anh ơi, nãy chị ổng chưa nhận được lì xì. Hôm qua em có đồ luôn. Hôm qua đâu? Dạ Cà Lâu là người khác chứ Cà Mau là Tạ Văn Hoài. Dạ em rất Cà Mau cho ta nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Lên nhà lì xì trôi qua. Trôi qua. Lì xì đánh là vừa rồi đó. Đầu lăn. Sang sang, cảm ơn 137 Massapus Hoàng Nhi, cảm ơn chị Yuri. Ủa là chị ở đâu? Đâu kiều hôn rồi, hôn hoài vậy, hôn phước hậu nhà bè. Bè ở đâu trời? Dễ thương. Ôi trời. Lucy. Chấn động. Rồi em lại. Ra biển rồi mới là đảo Phú Quốc tiên về. Ai đó cũng cung lệ Lucy thật là đẹp xinh. Lucy, Miss Universe Sài Gòn tân đồng. Lại nói mày đẻ bà gà hả? Diana. Bất kỳ hãy kêu lên, kêu luôn cái sóng mũi trên cột cây. Bé ba Miss Sài Gòn tới đây. Cái tư ai ơi nhắc đến Cà Mau nhớ nàng hoa hậu tên là Bé Tư. Chị Du rất nhiều và cũng như là cảm ơn đoàn mình đã gieo cái lọc này với chiếc riêng này là anh chị đồng hành. Ủa tụi anh em đi về nó bỏ tiền rửa mặt kia rồi quá con này
lên quốc cái. Thôi được rồi. Chồng mong con khóc đợi xíu. Dạ. Ủa chồng mong con khóc. Tặng lọc và cũng là chúng ta chị Uri đã tặng cho em. Dạ. Dạ Phan Lao Văn 21 tuổi. Cảm ơn má. 21. Má ơi nha. Mong trà. Trời ơi, có đầu tư. Đầu tư chưa? Thôi bỏ luôn cái thang luôn. Biết rap. Chưa đi chưa biết nào quao. Đi rồi mới biết trao nhiều hương tương. Em hàng nguyện mọc trà. Đến đi gò quao kiên nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Diễm Xuân đặt sân khấu vậy đó thôi. Một lần nữa bé Sương Bình Thạnh nè, đến từ Cần Thơ. Vỗ tay cho mọi người. Em chưa nhận đâu. Mọi người ơi, nhóm Cam Thành có chuyến bay sớm thì tụi em có chuyến bay rồi. Wow, chị ơi, em cảm ơn chị rất nhiều, rất nhiều. Chị ơi, cho tối một cái suốt cho massage quay với tụi dương giống cho anh Nam Dương. Giống như anh Nam Dương. Dạ, anh cho dòng cỏ. Mọi người buồn hổ. Dạ, anh cho dòng cỏ đây. Đồ lúc đó Sài Gòn đến thời, mãi lên. 137 nó sẽ hút, mãi lên. Nhưng mà mọi người muốn nghe anh cho dòng cỏ mà. Khe là mọi người ngủ luôn. Ủa là không lại, chứ nó tưởng đi đâu rồi. Đẹp quý chết nói. Dạ, trước tiên cảm ơn đoàn và cảm ơn 137 Passion Food Hàm Nghi. Bước đến đều là Gò Công. Mùa mít tơ, mít tô tô của bài là mùa mấy? Mùa này nè, mùa mấy trăm năm. Mây chưa? Chị mây chưa? Chị mây chưa? Chị mây chưa? Chết là xỉn rồi. Mây Trương, Thừa Thiên Huế. Giải quế là giải quế gì vậy? Để cái bát. Cái giỏ nó cho em đi. Anh tới bên chị. Nguyễn Tài. Mắm. Mắm. Nguyễn Tài 63 Tiền Giang mãi đến. Thôi kỳ vậy. Thôi mắm đi. Rồi. Mắm thiệt. Đây. Khóa kênh anh luôn. Quen chẳng. Ayo. Dạ, hôm chị em đi xuống dưới Long An cho em. Dạ, đủ nha. Dạ, rồi cảm ơn chị Suri, cảm ơn anh được rất là nhiều. Tại vì em không ăn tí rồi. Dạ, cảm ơn chị Lậu luôn nè. Thank you. Kỳ vậy. Lâm Việt Nam. Em trai rồi, em đây à. Chị rồi. Mỹ. Mẹ. An Giang có Nhục Nam mặn mà em Lâm Việt Nam. Xin cảm ơn đoàn và mắt mày mặn quá. Mắt sao bút. Mắt sao bút là đồng. Thank you. Nam Nam ơi, em nghỉ đi An Giang luôn. Tại sao anh mặn quá em nghỉ. Quỳnh Bảo. Bắt bút. Em nói gì nè, chị đi khắp cuối. Con Bảo ơi, chồng ơi. Tôi, Trúc Hạ, Minh Hiếu Lậu, Quỳnh Bảo. Top 6, Miss and Mr. Loco mùa 4. Quán quân gương mặt thương quen Sài Gòn Tân Thời. Quán quân bước hiểu hàng mũ Sài Gòn Tân Thời. Mãi đến. Em cảm ơn nhà tài trợ một các bạn rất xin cảm ơn rất nhiều, cảm ơn chị Lộ, cảm ơn các anh chị rất nhiều và cảm ơn thì anh Nhật đã tối nào cũng ngồi đây kiểu như là dành thời gian để anh Nhật Kỳ Mỹ Kỳ rồi cảm ơn chị Kỳ Trầm Bích. Đàng hoàng cảm ơn chị Lộ, cảm ơn đại lão tôn Sài Gòn Tân Thời, cảm ơn chị Massa Food nha. Em Lý Thị có ba màu đỏ nữa, có ba màu đỏ nữa. Cái màu đỏ ai chưa có rồi đó.
Duyên lên đòi yêu thương cái đoạn của tôi sẽ được thật lời nụ cười của anh ngài. Nè, em có em có em cô giang hả, mày làm gì? Dạ, em cảm ơn chị Julie nha. Em cảm ơn được Hương Sài Gòn rất nhiều. Bé Huy không thiệt đi em ơi. Thiệt đi Huy ơi. Không thiệt đi. Báo rồi. Chậm đẹp quá, chậm đẹp quá. Chậm đẹp đúng rồi. Cảm ơn chị Julie nhiều nha. Nói gì đàng hoàng đi. Hát chưa em? Ủa anh nhờ em chưa được cái bài hát rồi phản đạt. Em chơi đi em chưa được. Ủa anh Nhật, bao đỏ là bao phát hả anh Nhật? Bây giờ coi thiếu con chanh. Trời ơi, đọc sách luôn kìa. Trăm năm kiều dẫn là kiều, ngàn năm kiều dẫn bú điều. Ơ biết điều nha hôn, kiếm chồng Tiffany Thúy Kiều. Ôi ôi. Chồng ơi, chồng lên một lần á. Dạ. Chồng lên thì vô đi. Cảm ơn Sài Gòn Đồng Thời, cảm ơn chị Đỗ rất nhiều. Cảm ơn chị Duyên và cảm ơn tất cả thành viên trong đoàn Sài Gòn Đồng Thời và cảm ơn Lô rất nhiều. Thank you. Sắp xong chưa? Thank you. Cảm ơn chị Lợi, cảm ơn Lô Sài Gòn Đồng Thời, cũng như cảm ơn chị Duyên. Em, hả? Không bảo hả? Chị nói bình thường thôi. Ra ngoài thi, quýt cái bè tiền giang. Tiền giang mãi đến. Lumi đi lần hai kìa. Hôm nào anh về quê em chắc em đi đây, chắc anh đi Tiền Giang. Người trên thiên ngàn trùng hãy đến dưới tướng trăng là Thiêu Bình Hương Hoa. Trời ơi, trời ơi. Cảm ơn, xin lỗi chị Suy nhiều ạ. Bình Hương Hoa là ở đâu vậy anh? Dưới Huy. Cuối đời rồi em cũng biết. Nhà bè nước chảy chia hai, ai về gia đình Đồng Nai, Biên Hòa, Hiếu Bi. Cảm ơn Lộ Lộ, Đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời và em Yuri nha. Ủa hết rồi hả? Dạ. Thank you mọi người đã coi clip.